Tin Ban truyền thông Phú Cường Ban truyền thông giáo phận Phú Cường tổ chức chương trình Âm nhạc và cuộc sống với chủ đề Mẹ ơi! Vào lúc 19 giờ 30 thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018, Ban truyền thông giáo phận Phú Cường đã tổ chức chương trình Âm nhạc và cuộc sống với chủ đề Mẹ ơi. Chương trình có sự hiện diện của Linh Mục, Tadeo Lý Nguyễn Anh Thi, trưởng Ban truyền thông giáo phận Phú Cường, Linh mục lô Hoàng Mạnh Huy, phó ban truyền thông giáo phận Phú Cường. Linh mục cách mời Du Xe, đoàn công tuyên và đông đảo anh chị em trong ban truyền thông giáo phận Phú Cường. Mở đầu chương trình, Linh mục follow ngỏ lời cùng cộng đoàn về những tâm tình của mình trong số phát sóng đầu tiên của chương trình. Tiếp diễn chương trình, khán giả được trải nghiệm, thăng hoa qua những cung bậc cảm xúc khác nhau với những dòng cảm nhận và suy tư về mẹ gợi nhớ ký ức về mẹ. Đen xen với đó là những bài hát về mẹ như Mẹ hiền yêu dấu, chị Maria phạm thị tú trinh thể hiện. Những điều mẹ chưa kể, chị Maria Đinh thị thảo nguyên thể hiện. Mẹ tôi, anh Nguyễn Bảo Trí trình bày. Tâm tình xin vâng, cha du xe đoàn công tuyên thể hiện. Gặp mẹ trong mơ, bé Lan Vi trình bày. Để mẹ chọn niềm vui, anh Benedito Nguyễn Phương Thanh thể hiện. Chương trình khép lại sau 60 phút, mọi người ngồi lại bên nhau hèn huyên, trải lòng về mẹ qua cung bậc cảm xúc của những bài hát về mẹ. Những người thực hiện chương trình mong muốn được góp thêm một ngọn lửa trong tim mỗi người con, để mỗi khi nhắc đến hai tiếng mẹ ơi, thì tình yêu dành cho mẹ vẫn ấm áp và vẹn nguyên dân trèo lên. Hình ảnh về mẹ vẫn luôn là nguồn động lực nhắc nhở chúng ta sống đẹp hơn, sống trọn vẹn hơn mỗi ngày. Được biết, chương trình âm nhạc và cuộc sống sẽ được phát sóng trực tiếp trên website giáo phận phú cường org facebook and youtube giáo phận phú cường vào lúc 19h30 thứ năm tuần thứ nhất và thứ ba mỗi tháng. Trong chương trình, mọi người có thể tương tác trực tiếp qua các tin nhắn để bày tỏ những cảm nhận của mình về chương trình. Đặc biệt, bắt đầu từ số thứ hai trở đi, chương trình sẽ rất sẵn lòng tạo điều kiện để quý vị khán giả tham gia chương trình và trở thành ca sĩ chính thức của chương trình